to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away. Trong Facebook hạnh phúc nhất của đôi lương, chào các cô dâu Thanh Nhàn và chú rể Quang Cường. Xin được cuối lời chào toàn thể quý vị các quý trong ngày vui hôm nay. Xin được cảm ơn những cảm ơn anh quý vị rất nhiều. Thưa mến, để có được giây phút đăng quang và hạnh phúc như ngày hôm nay, chúng ta không thể quên công ơn sinh thành, nuôi dưỡng của những bậc làm cha làm mẹ là những tình cảnh xây nên nền tảng hạnh phúc hôn nhân và gia đình. Và giờ đây chúng tôi xin được trân trọng kính thưa quý vị thân sinh thân mẫu của cô dâu và chú rể, thân mẫu của chú rể Quang Cường. Đồng trân trọng kính mời người đại diện của phía gia đình họ nhà trai chào đón đỏ áo là người đại diện của gia đình. Quý vị ơi, cũng thấy gia đình họ nhà gái chẳng có tay nữa này, chúng tôi cả nhà. Như vậy là đã đầy đủ song quân phụ mẫu của cô dâu và chú rể cùng với hai vị đại diện của hai bên gia đình. Thưa quý vị thân mến, chúng ta đã trở về với nhà hàng Quang Cường chúng tôi, về với quý cô dâu họ. Chúc mừng ngày phúc trăm năm cho cô dâu Thanh Nhàn và chú rể Quang Cường. Chúng ta cũng muốn chúc cho tình thông gia xuân gia gắn kết của hai bên gia đình từ nay và gắn bó keo sơn về lâu có phải của quý vị. Vậy quý vị có thể tặng thêm cho hai bên gia đình. Xin mời quý vị một tràng pháo tay thật lớn cho mọi người cho đẹp. Xin cảm ơn quý vị trong ngày vui hôm nay. Còn giờ đây chúng ta sẽ đến với những lời tri ân, những lời đến từ vị đại diện của phía gia đình họ nhà gái chúng tôi, gia đình vị chủ hôn của chúng tôi. Bạn sẽ trả lời cho quý vị này họ sẽ có đôi lời chia sẻ, những lời cảm ơn từ quý vị đã trở về cùng chúng tôi. Xin được mời bác Phú sẽ có đôi lời chia sẻ hơn các bạn cùng lắng nghe. Kính thưa quý cụ ông, cụ bà, quý bậc cha cùng toàn thể quý vị khách quý của gia đình. Kính thưa vị đại diện quan viên hai họ nội ngoại bố mẹ, thay lời cho hai bên gia đình, trước tiên xin được gửi đến toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất của hai gia đình chúng tôi hôm nay. Kính thưa quý vị, trên con đường tình yêu đi tìm kiếm lại chính bản thân của mình, hai cháu Quang Cường và Thanh Nhàn đã gặp được và đem lòng yêu thương nhau, và tình yêu của hai cháu đã được hai bên gia đình chấp thuận và vun đắp. Chính vì vậy, ngày hôm nay buổi tiệc Vu Quy đã được diễn ra tại nhà hàng Quang Cường đây. Thay lời cho hai bên gia đình, xin được trân trọng cảm ơn toàn thể quý ông bà cha bác, bạn bè xa gần đã bỏ thời gian quý báu về đây. Trước hết chúc mừng cho cô dâu và chú rể và tham dự buổi tiệc Vu Quy của chúng tôi hôm nay. Kính thưa quý vị, sự hiện diện của quý vị là niềm hạnh phúc đối với cho gia đình của chúng tôi. Dù cố gắng hết sức nhưng trong quá trình tổ chức, gia đình vẫn còn rất nhiều thiếu sót. Kính mong quý cùng thông cảm bỏ qua. Và cuối cùng xin chúc cho cô dâu và chú rể được trọn đời bên nhau. Chúc tình sư gia mỗi ngày càng gắn kết gia sơ bên mình yêu thương của con cháu. Và chúc toàn thể quý vị trong môi trường tham dự một buổi tiệc và vui vẻ. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được cảm ơn những lời chia sẻ, những lời cầu chúc mừng tốt đẹp nhất của quý vị cùng với đôi nương đến từ vị đại diện của hai bên gia đình, và đặc biệt là vị đại diện đến từ gia đình họ nhà của chúng tôi. Cảm ơn rất nhiều. Chúc cho quý vị thật sức khỏe trong cuộc sống. Thưa quý vị thân mến, còn ở đây chúng ta cùng quay trở lại với những nghi lễ chính của đôi nương. Trước tiên xin được mời cô dâu và chú rể tiến về phía cánh tay phải đến với tháp đám cưới cùng chung tay kết quả bánh hồng hạnh phúc để cùng chia sẻ và cùng vượt qua trong cuộc sống. Xin mời các bạn. Sẽ thuộc về hai bên gia đình kể từ ngày hôm nay, và như vậy là phần hôn lễ của đôi nương